Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phong thủy Sa Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống của họ. Những người tuổi Mão, họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Vậy nên, trong tháng 8 âm lịch này họ rất thành công và được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ, tôn sùng. Trong tháng 8 âm lịch này, tuổi Mão được quý nhân tương trợ giúp đỡ, vậy nên quý vị hãy mạnh dạn đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. May mắn là tuổi Mão đón nhận tin vui trong tình cảm. Người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương thì nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những khúc mắc, mâu thuẫn và hiểu lầm, những bất đồng trước đó để có được một tiếng nói chung cần thiết. Mời tất cả quý vị cùng theo dõi video ngày hôm nay để biết thêm chi tiết quý vị nhé. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Mão trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng 8 cho quý vị gia chủ tuổi Mão trên phương diện sự nghiệp gặp khó khăn bủa vây, cạm bẫy sang lối. Người tuổi Mão làm việc vất vả hơn, mất công mất sức mà thu về kết quả không như mong đợi. Dưới tác động của cục diện xung khắc, người tuổi Mão làm gì cũng một thân một mình, không có người thân hay bạn bè giúp đỡ. Người làm công ăn lương bấp bênh với công việc hiện tại, gặp nhiều thị phi tại nơi làm việc, không được cấp trên công nhận, nên bạn phải thật sự bình tĩnh để giải quyết mọi công việc, tránh để cảm xúc lấn át, làm hỏng việc lớn. Người tự chủ kinh doanh buôn bán cũng không khởi sắc hơn, gặp nhiều bất lợi, tệ hơn có dấu hiệu bị hãm hại chèn ép bởi đối tác, thận trọng trong hùn hạp, làm ăn kẻo tiền mất tật mang. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, công việc bất lợi nên tài lộc cũng giảm sút trông thấy, xung khắc địa chi ngăn cản nhiều cơ hội làm giàu dù đã ở trước mắt. Trong tháng kiếm tiền đã khó khăn, tiền làm ra lại khó giữ, bạn sẽ phải chi tiêu rất nhiều các khoản tiền lớn nhỏ vào sinh hoạt gia đình cũng như công việc làm ăn. Người làm công ăn lương thu nhập hầu như không tăng do chỉ có một nguồn thu. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để hợp tác mở rộng làm ăn hay đầu tư, khả năng cao sẽ không thu hồi. Nghiêm trọng hơn còn khiến bạn rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Mão tháng này không tốt, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, lâu ngày mới khỏi. Áp lực do phiền muộn cuộc sống khiến gia chủ phải suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe, khó tránh các chứng bệnh về thần kinh và hệ tiêu hóa như đau đầu, đau dạ dày, giảm sút thị lực. Vì thế, quý vị gia chủ cần học cách cân bằng giữa công việc học tập và nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc tinh thần, nên kết hợp với luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng cường thể lực. Các quý vị gia chủ tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này phương diện tình cảm gia đạo không được tốt với những người tuổi Mão, chủ về gặp chuyện buồn và thiếu hòa khí. Người độc thân dù có được một vài cơ hội gặp gỡ người khác giới do người lớn giới thiệu, nhưng nam nữ vẫn khó tìm được người ưng ý, các mối quan hệ chỉ chớp nhoáng rồi khó động lại. Những gia chủ tuổi Mão yên bề gia thất, tháng này dễ xảy ra các cuộc tranh chấp, cãi vã, có lớn, có nhỏ, khiến tình cảm rạn nứt, không khí gia đình không được yên ấm. Các cặp đôi đang hẹn hò mà tính chuyện kết hôn, e rằng khó mà thành đôi.
tử vi của từng tuổi Mão trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều, tuy nhiên sẽ xảy ra một vài tranh cãi nhỏ với người trong nhà. Bản mệnh cần chú ý nhiều về tính tình của mình, các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tình hình sức khỏe cũng không thể chủ quan lơ là, bạn nên duy trì thói quen rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tháng này có sự tương khắc bất lợi cho những người tuổi Quý Mão chủ về khó khăn, gặp mọi sự bất lợi, công việc làm ăn của gia đình gặp đủ chuyện rắc rối bất lợi, hoạt động kinh doanh trì trệ do bị đối thủ cạnh tranh phá hoại. Về gia đạo bất ổn, thiếu hòa khí giữa anh em con cháu trong nhà, thường xuyên xảy ra lục đục cãi vã, thời gian cuối tháng mọi việc có thể sẽ tươi sáng hơn. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tháng này phương diện cuộc sống của những người tuổi Mão sinh năm 1975 không được thuận lợi như ý muốn. Trong sự nghiệp bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng của tuổi tác, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng, hoặc dù có tiếp tục thì cũng sẽ không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này khiến sai sót lại càng dễ xảy ra hơn, nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc bị phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định, bạn dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ bên ngoài, lạnh nhạt với nửa kia của mình. Nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn sẽ dễ bị sa ngã khiến hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Tháng này tình hình sức khỏe của những người tuổi Mão sinh năm 1987 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi vì bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, đương số dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Người tuổi Kỷ Mão gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc, vì thế bản mệnh cần phải biết nắm chắc cơ hội thể hiện năng lực và tài hoa của mình trong tập thể. Người tuổi này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc kiếm tiền được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu. Nếu có cơ hội có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích tình hình thị trường, bạn có thể kiếm thêm được những khoản thu nhập ngoài mức lương chính. Phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc, những người còn độc thân có thể được nhiều đối tượng khác giới theo đuổi, nhưng khuyên bạn không nên đi đến những quyết định quá vội vàng mà nên suy nghĩ thật cẩn thận, quan sát kỹ càng. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sử và tị thành kim cục, xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Mão trong tháng 8 âm lịch này cần tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 8 năm 2022, tức ngày 5 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Dậu, có nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 8 năm 2022, tức ngày 17 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Dậu, có nạp âm Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mão trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 8 năm 2022, tức ngày 6 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Tuất, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 8 năm 2022, tức ngày 18 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Giáp Tuất, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh, mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh sinh của mình. Hy vọng thông qua phần luận giải tử vi của tuổi Mão trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và ấn vào tín hiệu quả chuông thông báo để có thể là người đầu tiên luôn có thể cập nhật được những kiến thức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin đến chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị lúc nào cũng thành công, xinh đẹp, may mắn và có nhiều cát lành trong cuộc sống của mình.